Bắt cá. Nước cho mình ăn. Nice. Bạn có đi bắt cá bao giờ chưa? Nếu chưa thì bây giờ chúng ta hãy mau mau đi bắt cá thế nào. Các bạn hãy nhìn đằng xa kia kìa. Có rất nhiều đàn vịt đang bơi lội ở đấy. Bây giờ tớ sẽ đi bắt cá đây. Tớ sẽ để em vịt ở chỗ này. Vịt ơi, ở đây ngoan nhá. Đi thôi nào. Bạn ơi, hôm nay tớ câu cho em vịt một con cá thật là no lê luôn các bạn ạ. Câu được một bữa cá no lên cho em vịt. Không ngờ lại bị cái con cá mập xấu xa nó đuổi. Bây giờ xử lý con cá mập ở đây. Ui, các bạn ơi, sao sợ ở đằng trước kia lại con quái vật tí. Trông nó đáng sợ quá. Nó vừa nuốt chửng một con bò vào bụng rồi. Nó đang tiến lại gần phía tớ kìa. Đáng sợ quá. Ta thấy thịt của ngươi rất thơm, ta muốn ăn thịt ngươi. Hãy xem bộ hàm răng sắc nhọn của ta đây. Gần. Ui, hôm nay ngày gì mà đen gì thế? Hết gặp cá mập, giờ lại gặp quái vật. Giờ làm thế nào? Về đây. Chưa đây, tôi sợ lắm rồi các bạn ạ. Năng đấy, công nhận hàm răng sắc nhọn thật. Ủa, các bạn ơi, nhìn kia, ở kia ai giống bạn Trung nhỉ? Bạn ấy ngồi kia làm gì kia? À, hay là bây giờ ra rủ bạn ấy đi chơi mới được. Bạn Trung, thấy bạn Trung không? Có chuyện gì thế? Ôi bạn Huyền ơi, hôm nay tớ mang bạn vịt ra ngoài này để cho bạn ấy ăn cá, tớ câu được. Gặp cá mập rồi lại gặp quái vật thì đuổi theo tớ. Bây giờ tớ đang không biết làm thế nào, đi về nhà hay này. Ê, cá mập và quái vật à? Vừa nãy tớ cũng gặp khủng long tận hai quả liền mà Trung ạ. Mà hình như bọn chúng đang bắt nạt một em vịt đồ chơi hay sao ấy. Ôi bạn Huyền ơi, hôm nay đấy là em vịt của tớ rồi. Nào đi hết bọn chúng đây. Đúng vậy, trông em vịt đấy rất đáng thương, thì ra là của bạn Trung à. Thế thì bọn mình phải nghĩ cách gì mau mau xử lý mấy con quái vật và khủng long kia đi. Chứ cứ không á, để một lúc nữa con khủng long đấy nó chơi chán rồi là nó sẽ ăn thịt luôn em vịt đấy các bạn đấy. Ui, em vịt của tớ là thế nào này, xử lý hai con khủng long ở đây. Tớ còn đang trốn cái con quái vật kia.
thế nào nhỉ? À đúng rồi, tớ có một món bảo bối này, hay là tớ cho bạn Trung mượn để bạn Trung xử lý cái con quái vật và xử lý hai con khủng long kia. Ô, bạn Hiền có bảo bối à? Bảo bối gì vậy? Bạn cho tớ mượn đi. Đó chính là một cây súng thần, rất chi là lợi hại. Sức mạnh của cây súng đấy nhá, rất uy lực bạn Trung ạ. À. Bắn ra một viên đạn có thể đổ to như đạn bạc luôn. Ui, lợi hại như vậy à? Thế bạn hãy cho tớ mượn đi. Được rồi, bạn hãy xem tớ triệu hồi súng đây. Bạn hãy xem tớ triệu hồi súng đây. Được. Súng bạn đây này. Ôi, súng của bạn đây rồi. Súng bay. Đây là khẩu súng mà tớ nói đến đây. Này, tớ cho bạn Trung mượn. Bạn cầm này đi. Được, đâu đưa tớ xem nào. Wow, súng to quá thế. Chắc là nó lắm đây bạn Viên ạ. À. Bây giờ xem xử lý nó mới được. Bạn mau mau đi xử lý nó đi. Vừa nãy tớ nghe thấy tiếng gầm của nó đằng này này. Được, thế thì bây giờ tớ đi xử lý con quái vật ở đây. Bạn cứ ở đây giữ vị trí của tớ. Cùng khẩu súng này đã tiêu diệt được con quái vật đấy rồi đấy bạn Huyền ạ. Tớ biết ngay mà, khẩu súng này uy lực lắm. À đúng rồi, còn hai vịt nữa. Bạn Trung ơi, hay là bây giờ mình tìm xem hai con khủng long kia ở đâu để giải cứu vịt đi. Bạn Trung ơi, nhìn kia, hai con khủng long kia vừa đắp một miếng thịt xong. Thì ra bọn chúng bắt em vịt nô la đây. Em vịt của tớ nhỏ bé thế mà bọn khủng long kia cũng không tha. Không được, bây giờ tớ sẽ tổng hợp chúng này lên xử lý hai con khủng long kia mới được. Bạn cứ ở đây đợi tớ. Wow. À, hai con khủng long kia. Không được, con vịt này đã làm nô lệ của ta rồi. Cứ em không biết đi. Người đang giành nước ta thôi. Ui, bạn ơi, không có hai con khủng long kia, nó chỉ cần loạn phát, bạn Trung đã bị chui vào trong bụng nó rồi. Bọn chúng hung dữ thế nhỉ? Giờ mình phải nghĩ cách gì để giải cứu bạn Trung đây. Tiếng gì? Bạn có nghe thấy tiếng gì không?